chào quý vị và các bạn. Như vậy là trái đất của chúng ta vẫn tồn tại và chúng ta vẫn an toàn. Lời khẳng định của các nhà khoa học là đúng sự thật và những suy luận về lịch của người Maya cổ là không có căn cứ. Ngày tận thế hoàn toàn không có thật. Và như quý vị cũng bạn có thể thấy là trong cuộc sống của chúng ta sẽ không bao giờ hết những lời đồn, những tin đồn. Và cũng theo đó là cũng sẽ vẫn luôn còn những niềm tin theo cách mà người ta đã tạo ra ngày tận thế, cái ngày mà người ta gọi đối với ngày 21 tháng 12. Những điều đó đã gây ra không ít những phiền hà hay rắc rối, nhưng dường như nó cũng làm cho cuộc sống của chúng ta thêm phần thi vị hơn. Và ngày tận thế thì không có thật, nhưng không thể phủ nhận là chính nó đã giúp chúng ta nhận ra giá trị và thêm yêu thương, trân trọng cuộc sống này và những bạn bè, người thân quanh chúng ta hơn. Và như tên gọi của chương trình Cuộc sống 24 giờ, hãy trân trọng và quý giá từng khoảnh khắc của 24 giờ trôi qua mỗi ngày và hãy cùng chờ xem trong bản tin ngày hôm nay sẽ có những tin tức gì đáng chú ý. Trong chuyên mục Tin sáng, người dân thế giới đang làm gì để đón ngày tận thế mà theo suy luận của nhiều người chính là ngày hôm nay, 21 tháng 12. Sẽ có khoảng 8.500 quả bưởi hồ lô khắc chữ lộc tài phục vụ Tết năm nay. Giá bán mỗi quả dao động từ 300 đến 700 nghìn đồng. Đến Sapa để nghe những sơn nữ nói tiếng Anh như chim hót. Trong chung một câu chuyện buổi sáng, nguy cơ trộm cướp nghiêm trọng, gia tăng dịp cuối năm, đâu là nguyên nhân và các địa phương đang làm gì để có thể đảm bảo an toàn cho người dân? Trong chuyên mục Cuộc sống bốn phương, người dân Mỹ đổ xô đi mua súng và ba lô chống đạn để phòng thân sau vụ xả súng kinh hoàng là 27 người thiệt mạng hôm 14 tháng 12. Đó sẽ là những thông tin chính có trong bản tin ngày hôm nay. Và để mở đầu bản tin, chúng ta sẽ đến với những tin tức liên quan đến ngày tận thế. Thưa quý vị và các bạn, theo múi giờ thì đến thời điểm hiện nay, một số nước trên thế giới đã bắt đầu chào đón ngày mới 21 tháng 12, ngày mà nhiều người cho rằng là sẽ diệt vong, mặc dù cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA đã lên tiếng bác bỏ về tin đồn ngày tận thế, song nhiều người thì vẫn không từ bỏ niềm tin và chuẩn bị sẵn sàng cho thời khắc được xem là trọng đại này. Tại thủ đô Moscow của nước Nga, nhiều người đã chào đón sự kiện ngày tận thế một cách khá đặc biệt, đó là một bữa tiệc ở độ sâu 56m so với lòng đất. Những người yêu thích hội hè ở Moscow sẽ không phải lo ngại ngày tận thế. Với những bữa tiệc được tổ chức trong một bong ke thời Xô Viết gần ga tàu điện ngầm Taganskaya, họ có thể tạm quên đi thời khắc nguy hiểm. Ý tưởng khá đơn giản, nhiều người sẽ cảm thấy an tâm hơn khi được dành quãng thời gian quan trọng này ở một nơi có độ sâu an toàn và thoải mái tối đa. Và tại sao chúng tôi lại nói không khi nơi này nằm ở độ sâu 56m dưới lòng đất cơ chứ? Bong ke khá rộng và mọi thứ được sắp xếp để mọi người cảm thấy an toàn nhất có thể. Tôi nghĩ đây là một nơi ẩn náu khá thoải mái và ấm áp. Các bữa tiệc bắt đầu từ 11 giờ tối qua ngày 20 tháng 12 đến 2 giờ sáng mai ngày 22 tháng 12. Theo tờ Thời báo Moscow, bong ke được xây dựng từ những năm 1990 và được trang bị để chống lại cả một vụ nổ hạt nhân. Ban đầu giá vé dự tiệc là khoảng 1.620 đô la Mỹ, nhưng đến tuần trước, giá đã tăng lên hơn 16.000 đô la Mỹ cho những người muốn dự tiệc trong một bong ke có sức chứa 300 người này. Còn tại Mexico, quê hương của người Maya, trái với tâm lý sợ hãi vì ngày tận thế, thì hàng ngàn du khách đã đổ về bán đảo Yucatan để tham dự lễ hội có tên gọi là Kỷ Nguyên Mới của người Maya. Bán đảo này nằm ngay cạnh thành phố cổ Tulum và Coba, nơi người Maya cổ đã từng sinh sống. Trung tâm hội nghị địa phương ở Merida trở nên đông đúc khác lạ, với lượng du khách tăng đột biến và những người bán sách đồ lưu niệm rong. Đặc điểm chung của họ là mặc đồ trắng và quàng khăn đỏ vàng. Ngày hôm nay 21 tháng 12 năm 2012 là ngày đánh dấu sự kết thúc của một chu kỳ lớn trong bộ lịch đếm dài 5.125 năm của người Maya cổ đại, chu kỳ cuối cùng của lịch được gọi là Bắc Tôn thứ 13. Nhưng nhiều người lại cho rằng điều đó có nghĩa là sự chấm hết của thế giới. Còn đối với các nhà khảo cổ và chuyên gia nghiên cứu về nền văn minh Maya thì tin đồn này chẳng qua chỉ là một chiến lược quảng cáo, bởi người Maya không bao giờ đề cập rằng năm 2012 là năm tận thế. Tuy nhiên, bất chấp những lý lẽ thuyết phục nói trên, du khách vẫn tìm mọi cách để đổ về Merida với mục đích hòa mình vào lễ hội kỷ nguyên mới của người Maya. Đã có những sự kiện khiến chúng ta phải lo lắng về ngày tận thế như sự khắc nghiệt của khí hậu hay những điều tương tự, nhưng đối với tôi không nghĩ vậy. Mọi thứ sẽ tiếp tục và tiếp tục tiến hóa trong một khuôn khổ khác.
Lễ hội này kéo dài 5 ngày với rất nhiều hoạt động rầm rộ như triển lãm, hội nghị, hòa nhạc và tất nhiên không thể thiếu các tour du lịch tới những địa điểm mà người Maya cổ đại từng sinh sống. Quay trở lại cùng với những tin tức trong nước đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, lâu nay dư luận trong nước thường thắc mắc, thậm chí nghi ngờ đối với công tác điều hành giá xăng dầu của nước ta là vẫn chưa công khai và minh bạch. Và đặc biệt, dư luận còn cho rằng tập đoàn xăng dầu Việt Nam Petrolimex độc quyền trong kinh doanh xăng dầu. Do vậy, việc giao quyền cho doanh nghiệp tự quyết định giá là đi ngược lại so với nguyên lý quản lý theo cơ chế thị trường mà nhà nước đã đề ra. Những lo ngại này đã phần nào được giải đáp trong buổi tọa đàm trực tuyến minh bạch hóa xăng dầu theo cơ chế thị trường do Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ tổ chức ngày hôm qua tại Hà Nội. Xung quanh ý kiến về tính minh bạch trong kinh doanh xăng dầu chưa được đảm bảo, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Cẩm Tú đã lấy ngay ví dụ về giá xăng dầu được công bố rõ ràng hàng ngày trên bất cứ tờ báo thị trường nào để khẳng định tính công khai, minh bạch của mặt hàng này. Còn theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý giá Bộ Tài chính, Việt Nam thực hiện quản lý giá xăng dầu theo quy định của pháp luật, trong đó Nghị định 84 đã quy định rõ về sự giám sát, kiểm soát giá xăng dầu với các doanh nghiệp, nên cơ chế giá này được coi là công khai. Về ý kiến cho rằng Petrolimex độc quyền dẫn dắt thao túng thị trường, Thứ trưởng Bộ Công Thương khẳng định thị phần xăng dầu trong nước đã thay đổi, đảm bảo sức cạnh tranh của những doanh nghiệp đủ khả năng. Petrolimex cho đến ngày hôm nay, hiện nay nếu tính theo từng năm, tôi không tính theo từng thời điểm, có những thời điểm Petrolimex lớn hơn nhiều hay từng địa phương thì lớn hơn nhiều. Nhưng mà từng năm một thì hiện nay Petrolimex chỉ còn có 48%. Vậy chúng ta thấy từ 100% xuống còn có 48% là cả một bước tiến rất dài. Còn theo ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex, việc minh bạch hóa giá xăng dầu theo Nghị định 84 sẽ không đầy đủ nếu không bám theo lộ trình của Chính phủ điều hành xăng dầu từ Quyết định 187 năm 2003. Với một cái mạng lưới là hơn 13.000 cửa hàng, mà trong đó nhà nước, mà cụ thể là Petrolimex, thì có khoảng 2.500. Thông qua cái mạng lưới xăng dầu ấy, là chủ yếu là đã hoàn toàn đã có khả năng xác lập được cái cơ chế thị trường rồi. Vấn đề còn lại là cái vấn đề vận hành như thế nào để nó đảm bảo là nó sẽ tạo ra một cái thị trường thực thụ. Trả lời câu hỏi về việc liệu có sự xung đột giữa lợi ích nhà nước và người tiêu dùng do cơ chế điều hành giá của các doanh nghiệp, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý giá Bộ Tài chính cho rằng việc tính giá xăng dầu bán lẻ trong vòng 30 ngày quá dài so với sự thay đổi của thị trường thế giới nên thường xuyên dẫn đến việc chênh lệch giá cả trong nước và thế giới, gây ra dư luận không tốt. Do đó, trong thời gian tới sẽ kiến nghị tính lại chu kỳ giá. Tôi cũng nghĩ rằng là hiện nay thì cũng không đến nỗi là các doanh nghiệp là cùng bắt tay nhau để thực hiện một giá, mà tất cả chúng ta cũng đã có một giá. Tuy nhiên là gì? Cùng bám sát theo cái giá cơ sở và cùng các cái chi phí tính toán lên giá đó thì chúng tôi nghĩ rằng là chênh lệch nhau về giá cũng không nhiều. Kết thúc buổi tọa đàm, các đại biểu đều cho rằng Nghị định 84 chỉ là một bước tiến cho doanh nghiệp tự định giá trong phạm vi 7%, nên vẫn đảm bảo quyền lợi của người dân. Tuy nhiên, tiến tới thực hiện điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường vẫn còn phụ thuộc nhiều vào tình hình kinh tế của đất nước. Tiếp theo chương trình như thường lệ là phần điểm các thông tin đáng chú ý trên các trang báo số ra ngày hôm nay. Trên trang 3, báo Thanh Niên có thông tin đề nghị truy tố hàng loạt cán bộ trong vụ sai phạm đất đai ở An Giang. Ngày 20 tháng 12, Công an tỉnh An Giang cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp đề nghị truy tố 22 bị can, trong đó có nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên, Huỳnh Giang Sơn, cùng hàng loạt cán bộ cấp thành phố như nguyên Trưởng ban Dân vận Thành ủy Long Xuyên, nguyên Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy thành phố Long Xuyên, nguyên Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Long Xuyên, cùng một số bị can khác là cán bộ công chức thành phố Long Xuyên về tội cố ý làm trái. Theo kết luận điều tra, thì các bị can trên đã tiếp nhận hồ sơ thẩm tra cho phép tách thửa định vị trí đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu thuế đất sai quy định, phê duyệt 7 khu dân cư, các dự án chưa được cơ quan chức năng quyết định thu hồi đất, quyết định giao đất cho chủ đầu tư, một số trường hợp không làm hợp đồng chuyển nhượng mà chỉ làm hợp đồng ủy quyền hoặc là hạ thấp giá trị hợp đồng so với giá trị chuyển nhượng thực tế nhằm mục đích trốn thuế.
Phóng viên Thu Hằng đưa tin vắn trên trang 5 của báo Tiền Phong về việc Bộ Tài chính đề xuất giảm và giãn hàng loạt thuế phí. Thông tin cụ thể, ngày 20 tháng 12, Bộ Tài chính đã có tờ trình số 17615 gửi Thủ tướng đề xuất 21 nhóm giải pháp nhằm tháo gỡ đối với những khó khăn cho sản xuất kinh doanh để hỗ trợ thị trường năm 2013. Trong đó sẽ giảm, giãn, hoãn hàng loạt loại thuế phí, cụ thể là gia hạn 6 tháng thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với số thuế phải nộp quý 1 và 3 tháng với số thuế phải nộp quý 2 và quý 3 năm 2013 cho các đối tượng như doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp sử dụng trên 300 lao động ở lĩnh vực sản xuất gia công chế biến, gia hạn 6 tháng đối với thuế giá trị gia tăng của quý 1 năm 2013. Về mức thuế suất, Bộ Tài chính kiến nghị giảm thuế thu nhập doanh nghiệp còn 20% cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, 10% đối với thu nhập đầu tư kinh doanh, bán, cho thuê mua, nhà ở xã hội, áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2013, sớm hơn 6 tháng so với lộ trình dự kiến thực hiện luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi. Giảm 50% đối với số thuế giá trị gia tăng đầu ra từ ngày 1 tháng 7 năm 2013 cho đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2014 đối với các nhà đầu tư kinh doanh nhà ở xã hội. Giá điện lại tăng thêm 5% là thông tin trên trang 3 báo Tuổi Trẻ. Ngày 20 tháng 12, Bộ Công Thương đã ban hành thông tư quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện. Theo đó, giá điện bình quân tăng từ 1.369 đồng một kWh lên 1.437 đồng một kWh, tăng khoảng 5% và được áp dụng từ ngày 22 tháng 12. Như vậy, trong năm 2012, giá điện có hai lần điều chỉnh mức tăng 5%. Lần tăng giá điện gần nhất là 1 tháng 7 năm 2012. Nếu tính từ năm 2009 đến nay thì đây là lần tăng thứ 6. Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng đã gửi thông báo đến các tổng công ty điện lực trực thuộc chuẩn bị phương án chốt chỉ số vào ngày 22 tháng 12 để làm cơ sở tính tiền điện theo khung giá mới. Chỉ còn khoảng 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán và lúc này thì các doanh nghiệp đang chuẩn bị những mặt hàng để phục vụ cho dịp Tết. Giới kinh doanh bia cho biết rằng là năm nay thì không lo thiếu hàng và giá thì không tăng do thị trường có thêm nhiều loại bia kể cả đối với các loại bia nhập khẩu. Bài viết phản ánh của tác giả Trần Vũ Nghi và Bạch Hoàn với tên nhan đề là Ê hề bia Tết trên trang 7 của báo Tuổi Trẻ. Ghi nhận thị trường bia cho thấy chủng loại bia ngoại ngày càng phong phú và đang cố chen chân vào thị trường quà biếu Tết. Trên thị trường bia nhập khẩu hiện nay được ghi nhận có tới hơn 50 loại bia xuất xứ chủ yếu từ Bỉ, Hà Lan, Đức, Nhật Bản và Mỹ. Ông Mai Lê Xuân Huy, chuyên kinh doanh bia nhập khẩu ở đường Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bia ngoại nhập vào thị trường Việt Nam thường có một thời gian bán thăm dò thử nghiệm. Năm nay một số loại bia của Mỹ về ít hàng hơn, thậm chí có đầu mối nhập về rồi không bán được, phải xuất ngược trở lại vì không phù hợp với khẩu vị của người Việt Nam. Giới kinh doanh cho rằng đây có thể là năm đầu tiên không sợ chuyện thiếu bia hay là thiếu hàng vì nhu cầu tiêu thụ xuống mức quá thấp. Hệ thống các siêu thị thì cũng đã đưa ra các khẳng định là lượng bia dự trữ so với Tết năm ngoái thì năm nay sẽ tăng nhẹ từ 5 đến 10% so với năm ngoái. Với tâm lý là dự trữ nhiều một chút thì sẽ hay hơn. Phòng trường hợp sức mua có tăng đột biến thì giá bán không bị điều chỉnh và bia thì dự định là cũng sẽ rất là ê hề trong dịp Tết năm nay. Sau nhiều năm đầu tư phát triển, rau an toàn vẫn chỉ quanh quẩn ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, sống hiu hắt trong các siêu thị, chứ ra tới chợ thì là chết héo. Rau an toàn đang chết héo là bài viết của phóng viên Quang Huy và Tú Uyên trên trang 11 báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh. Các hợp tác xã trồng rau an toàn cho biết người tiêu dùng chưa có niềm tin về sản phẩm này và hầu như không hề biết thông tin về Việt Gáp. Bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc, chủ nhiệm hợp tác xã Thỏ Việt, huyện Củ Chi cho biết, cái khó khi bán rau Việt Gáp ra ngoài chợ là không đủ điều kiện bảo quản. Tiểu thương hay tưới nước lên dễ làm hư, diện tích sạp nhỏ không đủ để tủ đông bảo quản nên qua buổi sáng là rau không còn tươi. Mặt khác, dù siêu thị là kênh bán hiệu quả nhưng cạnh tranh khá gay gắt bởi các siêu thị đều làm nhãn hàng riêng, cộng thêm rau củ bình thường bày bán rất nhiều. Ông Nguyễn Hoàng, tổ trưởng liên tổ sản xuất rau an toàn xã Tân Phú Trung ở Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh thì lại phân tích giá rau an toàn bằng giá rau thường có lúc còn thấp hơn. Thực tế, giá rau an toàn không hề cao hơn rau thường, thậm chí là còn thấp hơn. Cụ thể là giá rau an toàn ổn định cả năm, trong khi giá rau ở các chợ tăng gấp 2-3 lần vào mùa mưa. Hiện tại thì giá rau an toàn cao hơn giá rau thường từ 10 đến 15%, nhưng tiền nào của ấy, rau an toàn được tỉa lá, cắt gốc sạch sẽ, mua về rửa sạch chế biến không hao hụt là bao. Mua 1kg rau an toàn về chỉ mất từ 1 đến 2 lạng, trong khi mua 1kg rau thường về tỉa lá cắt gốc đã mất gần nửa ký. Do đó, giá rau an toàn tính ra cũng chỉ bằng giá rau thường, nhưng người tiêu dùng không chọn mua nhiều vì ít biết thông tin, nhìn lướt thấy giá cao hơn thì không mua, không để ý xem rau đó là như thế nào.
Phần điểm báo sáng sẽ được tiếp nối bằng một thông tin liên quan đến lĩnh vực sức khỏe và đời sống. Thưa quý vị, vì chạy theo lợi nhuận mà những cơ sở làm bánh kẹo tư nhân sử dụng những nguyên liệu kém chất lượng và vô cùng độc hại. Bài phản ánh cận cảnh của tác giả Nguyễn Thu trên trang 6 của báo Lao động với nhan đề "Lọt vào lò bánh kẹo siêu bẩn". Làng La Phù, huyện Hoài Đức của Hà Nội là một trong những thiên đường bánh kẹo. Các sản phẩm ở đây rất đa dạng và phong phú về chủng loại và về giá cả. Trong vai người tìm việc làm thêm, phóng viên được giới thiệu đến một cơ sở sản xuất kẹo béo ở cuối làng. Xưởng sản xuất là ngôi nhà cấp 4 nóng hầm hập, đủ các loại mùi nồng nặc đến lợm giọng và được chia làm nhiều gian nhỏ. Ngoài cùng là nơi đặt máy công nghiệp đã hoen dỉ, đen kịt bốc mùi dầu mỡ, than củi. Gian thứ hai dùng để chứa hàng đóng hộp sẵn, bao bì, vỏ hộp nhái và là nơi công nhân ngồi đóng hộp gói kẹo. Tiếp theo là nơi pha chế hóa chất làm kẹo rất ẩm thấp, sặc mùi hôi thối của phân rán, phân chuột và mùi của hóa chất. Phía sau xưởng là cánh đồng, bãi rác đang bốc mùi hôi thối. Hai nam thanh niên đang pha chế nguyên liệu thì mặc quần sóc, đi ủng, đeo găng tay, cao su, mồ hôi nhễ nhại và đang hì hục trộn khuấy cho đến khi các nguyên liệu quyện vào với nhau sóng sánh. Một công nhân nữ ở đây cho biết nguyên liệu làm kẹo hầu hết là đều xuất xứ từ Trung Quốc. Hóa chất tất cả được nhập từ những mối hàng quen thuộc trên chợ Đồng Xuân, được đóng thành từng bao tải lớn, màu trắng, không ghi nhãn mác, cũng không ghi thời hạn sử dụng hay là địa chỉ sản xuất. Không chỉ có làng La Phù ở mà thôn Đông, Xuân Đỉnh, Từ Liêm cũng nhộn nhịp không kém và những sản phẩm bánh mứt kẹo ở đây cũng trong tình trạng là vỏ một đằng, nhãn một nẻo, kỹ nghệ nhái hoàn hảo, giống hệt các sản phẩm thật khó có thể phân biệt được trên thị trường. Tại Thừa Thiên Huế, đồ chơi Giáng sinh có hóa chất gây nguy hại là phản ánh của phóng viên Nguyễn Anh Tuấn trên trang 15 báo Nông Thôn ngày nay. Một trong những thứ đồ chơi cuốn hút các em là cây thông được tạo bằng hóa chất, đóng trong gói ni lông với giá 2.000 đồng. Những đồ chơi này bên ngoài ghi xuất xứ là Made in China. Và người mua chỉ cần ghép hai mảnh giấy trong túi lại, đặt lên chân đế để tạo hình cây thông, dùng gói dung dịch tưới lên thân cây, rồi đem phơi nắng thì chỉ hơn một giờ sau, toàn cây thông giấy kết tủa màu trắng giống như là tuyết. Điều đáng nói là phía bên ngoài sản phẩm có ghi thành phần nhưng rất chung chung, gồm có nước phụ gia thực phẩm và men nở, một loại men vi sinh. Tuy nhiên trong mục khuyến cáo lại ghi rõ là không để nước trong gói rơi vào mắt, không tiếp xúc trên da quá lâu và dành cho trẻ em trên 5 tuổi. Phóng viên đã mang sản phẩm này đến khoa hóa học trường Đại học Khoa học Huế làm một vài thí nghiệm. Kết quả cho thấy là loại dung dịch đựng trong gói có tính axit, các mảnh giấy ghép thì được tẩm nhiều hóa chất, trong đó có phốt pho và phẩm màu. Phó sư tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Lan, trưởng bộ môn hóa học hữu cơ Đại học Khoa học Huế có ý kiến là khuyến cáo các bậc phụ huynh không nên cho con em chơi loại đồ chơi này để tránh độc hại. Tiếp theo sẽ là một bài viết trên trang 6 của báo Nông Thôn ngày nay của hai tác giả Lương Kết và Quyết Thắng đối với vấn đề vụ án mạng kinh hoàng giữa giảng đường và việc bỏ ngỏ an ninh cho trường học. Thưa quý vị, trường học vốn là nơi tôn nghiêm nhưng trong thời gian vừa qua đã xảy ra một số những vụ án mạng nghiêm trọng. Điều đó cho thấy tính chất tội phạm là rất manh động và công tác an ninh của trường học cũng cần phải được xem xét một cách nghiêm túc. Câu chuyện bắt đầu từ vụ án mạng vào chiều ngày 19 tháng 12 tại trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, khi mà nguyên nhân vụ án mạng này xuất phát từ mâu thuẫn hết sức đơn giản được xem là án mạng vì nhìn đều. Tiến sĩ Nguyễn Kim Sơn, Tránh Văn phòng Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ cho biết vụ án mạng xảy ra ngay trong trường là một điều hết sức đáng tiếc bởi đã gây dư luận và tâm lý không tốt cho các sinh viên. Theo tiến sĩ Sơn, trước đây đã từng xảy ra một số vụ trong khuôn viên của trường, đó là các vụ xô xát nhưng được bảo vệ nhà trường can thiệp và xử lý kịp thời. Sau vụ việc trên thì nhà trường sẽ tăng cường thêm công tác an ninh, bên cạnh đó sẽ thông điệp để giáo dục cho sinh viên qua những buổi sinh hoạt ngoại khóa. Tuy nhiên, có một thực tế cho thấy là dù các bảo vệ làm thẻ để quản lý sinh viên một cách chặt chẽ hơn nhưng với số lượng sinh viên quá đông nên không đủ điều kiện để có thể kiểm tra hết đối với số lượng các bạn sinh viên. Và nếu các học sinh hay sinh viên mang vũ khí đến lớp thì nhà trường cũng khó lòng mà kiểm soát được. Trên trang 13 báo Tuổi Trẻ ngày hôm nay, phóng viên Hà Bình có bài viết bật mí chạy trường. Để con được vào trường tiểu học mong muốn, nhiều phụ huynh tiết lộ đã dùng những cách như là trả lệ phí cao, nhờ người quen biết và kể cả việc chuyển hộ khẩu đến nhà người thân. Đó là kết luận từ đề tài nghiên cứu khoa học xu hướng chọn trường tiểu học của phụ huynh thành phố Hồ Chí Minh do một nhóm sinh viên khoa học xã hội công tác xã hội trường đại học mở thành phố Hồ Chí Minh thực hiện trong tháng 3 năm 2012. Và việc chạy trường đã không còn xa lạ với phụ huynh khi 76% trả lời có biết việc này. Thái độ của ông bà đối với vấn đề chạy trường như thế nào? Với câu hỏi này có đến 64,9% cho rằng đó là việc hoàn toàn bình thường. Ở một góc độ khác, trả lời của phụ huynh từ cuộc nghiên cứu cho thấy yếu tố nghề nghiệp của họ cũng ảnh hưởng đến việc chọn trường cho con. Chẳng hạn nhóm phụ huynh làm công nhân, lao động tự do, có thu nhập thấp cho biết là họ thường lựa chọn trường công lập đúng tuyến cho con theo học. Ngược lại thì những phụ huynh làm việc ở những ngành lao động bậc cao, kinh doanh buôn bán thường chọn trường công lập nhưng trái tuyến cho con mình theo học.
Trong khi đó thì việc chạy trường cho con của phụ huynh cũng dao động theo địa bàn sinh sống. Đơn cử kết quả cho thấy là phụ huynh ở nội thành chạy trường tiểu học cho con nhiều hơn ở khu vực ngoại thành. Chuyện nhỏ gây khó lớn, khách du lịch cần được sử dụng nhà vệ sinh mọi nhà hàng khách sạn là bài viết của phóng viên Trần Tâm trên trang 7 báo Thanh Niên. Xung quanh vấn đề thiếu nhà vệ sinh công cộng tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi tiếp đón hơn 60% lượng khách du lịch nước ngoài tới Việt Nam, phóng viên Thanh Niên đã có cuộc trao đổi với ông Lã Quốc Khánh, phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh. Theo ông Khánh thì các khách sạn ở khu vực trung tâm nên chia sẻ khó khăn với hãng lữ hành và ngành du lịch địa phương liên quan đến vấn đề nhà vệ sinh. Không có lý do gì các khách sạn từ chối du khách bởi đó là đối tượng mà họ mong muốn phục vụ. Hơn nữa các hãng lữ hành cũng đồng thời là đối tác của các khách sạn nhà hàng. Du khách một khi vào khách sạn sử dụng nhà vệ sinh cũng có thể mua dịch vụ ở bên trong như nước giải khát, quà lưu niệm. Hơn nữa nếu dựa vào lý do khách lưu trú trong khách sạn phản ứng với khách vãng lai sử dụng nhà vệ sinh thì cũng không đúng bởi trong khách sạn thường ít khi sử dụng nhà vệ sinh chung, tức là nhà vệ sinh ở gần quầy tiếp tân. Và thực tế thì không thể yêu cầu buộc các khách sạn phải có trách nhiệm, nhưng mà theo như ông Lã Quốc Khánh thì chúng tôi sẽ có khuyến khích đề nghị họ chia sẻ khó khăn, đề nghị họ sẽ vui lòng hợp tác. Thành phố Hồ Chí Minh từng đề nghị các khách sạn giữ xe cho khách không phải lưu trú trong khách sạn ở tầng hầm với giá đúng quy định và các khách sạn cũng đã thực hiện như các chia sẻ khó khăn về bãi đậu xe trong khu vực trung tâm. Cho nên không có lý do gì mà các khách sạn không thể chung tay với các hãng lữ hành về chuyện nhà vệ sinh cả. Nhân kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12, báo Tuổi Trẻ trang 18 có bài viết về con tàu hòa bình của Hải quân Việt Nam, bài viết của tác giả My Lăng. Đó là con tàu Khánh Hòa HQ561, tàu vận tải tổng hợp Kim quân y do nhà máy đóng tàu Z189 thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Bộ Quốc phòng đóng mới lần đầu tiên tại Việt Nam. Ngoài nhiệm vụ chở quân chuyển lương thực thực phẩm và nước ngọt cho lính đảo, nhà giàn DK1 và ngư dân Khánh Hòa HQ561 còn có đầy đủ trang thiết bị khám chữa bệnh như một bệnh viện thu nhỏ. Thế nên Khánh Hòa HQ561 được xem là bệnh viện di động trên biển. Phụ trách con tàu đặc biệt lần đầu tiên có trong lịch sử quân sự Việt Nam này là một kỹ sư có gương mặt rất trẻ, mới 35 tuổi, kỹ sư đại úy Đào Minh Thắng. Không có tàu quân y nào để tham khảo mẫu, toàn bộ thiết kế công nghệ của tàu Khánh Hòa HQ561 đều do đội ngũ kỹ sư còn rất trẻ của nhà máy Z189 đảm nhiệm. Nhóm có 6 người với 4 người phụ trách chính và 2 gương mặt mới toanh, người bị xem là già nhất sinh năm 1977, còn lại thì toàn là thế hệ 8X. Khánh Hòa HQ561 được đóng từ tháng 6 năm 2010, tàu có hơn 50.000 chi tiết, riêng hệ thống dây điện thì tính ra dài đến 42 km, có thể kéo từ Hải Phòng đến tận Hải Dương. Kỹ sư Thắng cho hay, chưa có đề xuất làm tốt hơn mà lãnh đạo nào bỏ qua. Khi đóng xong tàu Khánh Hòa HQ561, tôi cảm thấy rất phấn chấn và mãn nguyện vì người Việt Nam mình được dùng một sản phẩm là tâm huyết của chính người Việt Nam. Và xin được khép lại bài viết bằng một nhận xét của lãnh đạo Quân chủng Hải quân Việt Nam khi nói về con tàu đặc biệt vừa được bàn giao cho Hải quân Việt Nam. Đây là một con tàu rất lạ, rất đặc biệt về hình dáng và chức năng, xuất hiện lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam. Một con tàu quân sự nhưng lại không phải là tàu chiến, có chữ thập đỏ ở trước cabin và hai bên mạn tàu. Chính vì có chữ thập đỏ nên con tàu này cũng là hiện thân của hòa bình, bác ái, vơi bớt đau thương chết chóc. Và con tàu này cũng như là tính cách của dân tộc Việt Nam, hiền lành và yêu chuộng hòa bình. Chương trình sẽ tiếp tục với những thông tin trong nước đáng chú ý khác. Ngày hôm qua tại Hà Nội, Hội đồng nghiệm thu cấp nhà nước các công trình xây dựng đã họp nghiệm thu nhà máy thủy điện Sơn La, công trình trọng điểm quốc gia. Việc được nghiệm thu và đưa vào sử dụng làm dấu mốc công trình trọng điểm quốc gia này phải đích sớm 3 năm. Theo Hội đồng nghiệm thu nhà nước, hiện trạng công trình tới thời điểm nghiệm thu đã được bố trí mặt bằng theo đúng thiết kế kỹ thuật, hồ chứa đã tích nước 2 mùa, đủ đến mực nước dâng bình thường. Các hạng mục khác cũng đảm bảo yêu cầu thiết kế. Phía chủ đầu tư Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết toàn bộ 6 tổ máy đã hoàn thành, tổ máy 6 đã vận hành vào đúng ngày 26 tháng 9 năm 2012, sẵn sàng đưa vào khai thác chính thức. Nhà máy đã được đấu nối lưới điện đồng bộ, đánh giá chất lượng và an toàn của Thủy điện Sơn La đã được Hội đồng nghiệm thu nhà nước đồng ý tích nước từ tháng 5 năm 2012. Đại diện tư vấn của Viện Thiết kế Thủy công Moscow cho biết đơn vị này đã tiến hành đánh giá kiểm tra độ tin cậy, an toàn và ổn định của công trình Thủy điện Sơn La. Đặc biệt, hệ số an toàn của công trình được tính toán phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, mức chịu động đất có dự phòng nên hoàn toàn yên tâm. Thay mặt Hội đồng nghiệm thu nhà nước, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng, Chủ tịch Hội đồng khẳng định nhà máy thủy điện Sơn La hội tụ đủ các yếu tố kỹ thuật và được phép đưa vào vận hành. Công trình thủy điện Sơn La có tổng mức đầu tư gần 60.200 tỷ đồng, được khởi công ngày 2 tháng 12 năm 2005. Sau 7 năm xây dựng,
nhà máy hoàn thành với công suất thiết kế 2.400 MW, gồm 6 tổ máy đạt sản lượng điện trung bình 10,264 tỷ kWh mỗi năm. Để xây dựng thủy điện, dự án đã phải di dân với số lượng người nhiều nhất trong lịch sử các thủy điện, lên đến hơn 12.500 hộ dân. Đây là nhà máy thủy điện lớn nhất Đông Nam Á đến thời điểm hiện tại. Sau nhiều năm bị đóng cửa từ sáng ngày hôm qua, chỉ huy tác chiến nằm bên dưới tòa nhà cục tác chiến trong khuôn viên Hoàng thành Thăng Long đã mở cửa để phục vụ tham quan. Đây cũng được xem là một trong những hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 40 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không. Căn hầm được xây dựng vào những ngày đầu Mỹ leo thang chiến tranh phá hoại miền Bắc cuối năm 1964. Hầm rộng 64 mét vuông, được đúc bằng bê tông cốt thép và chia làm 3 lớp. Lớp giữa đổ cát dày nửa mét chống được sức công phá của bom tấn, tên lửa, bom nguyên tử và vũ khí hóa học. Trong hầm có hệ thống điều hòa nhiệt độ bằng hơi nước và thông hơi, lọc độc, chống nhiễu từ. Dưới hầm còn lưu lại khá nhiều hiện vật như bàn làm việc của Bộ Tổng Tham mưu, bản tiêu đồ khổ lớn để định hướng máy bay địch, những bộ điện đàm, điện thoại nối với phủ chủ tịch. Căn hầm này sẽ được bảo tồn nguyên vẹn theo đúng định hướng của UNESCO về bảo tồn di sản. Với nỗ lực phá băng thị trường bất động sản vốn trầm lắng từ nhiều tháng nay, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã vừa công bố chủ trương mua lại 500 căn hộ nhà ở xã hội, mua 15.441 căn hộ chung cư nền đất với tổng số tiền là 9.900 tỷ đồng. Bên cạnh đó, thành phố Hồ Chí Minh đã có chủ trương cho các đối tượng là cán bộ, công nhân viên chức nhà nước hưởng lương từ ngân sách thành phố có nhu cầu về nhà ở được vay tối đa 400 triệu đồng một trường hợp, lãi suất đang áp dụng là 7,5%, thời gian cho vay tối đa 15 năm. Tính đến nay đã cho 1.152 trường hợp vay với tổng số tiền là 347,8 tỷ đồng, nguồn vốn vay được trích từ ngân sách của thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã cho phép doanh nghiệp điều chỉnh cơ cấu căn hộ cho phù hợp với khả năng thanh toán của thị trường. Đối với dự án chung cư đã xây dựng xong nhưng chưa bán, chủ đầu tư được phép lập phương án điều chỉnh lại diện tích căn hộ, giảm diện tích. Dự án đã giải phóng mặt bằng nhưng chưa triển khai, xây dựng dở dang sẽ điều chỉnh để tăng tỷ trọng nhà ở xã hội, phục vụ người nghèo, nhà ở cho công nhân. Theo khảo sát và nghiên cứu trong thời gian gần đây đối với các tỉnh ở khu vực ven biển, sói lở ngày càng một ăn sâu vào đất liền. Ngay cả tại thủ đô Hà Nội, một địa phương cách biển hàng trăm km cũng được dự báo sẽ bị nước biển nhấn chìm từ 1 cho đến 3 mét trong vòng 30 đến 40 năm nữa. Kết quả nghiên cứu biến dạng núi bề mặt đất thành phố Hà Nội do thay đổi mực nước ngầm của Viện Khoa học Công nghệ và Kinh tế Xây dựng Hà Nội cho thấy, trong hơn 1.000 năm qua, nền đất Hà Nội đã bị hạ thấp 4 đến 4,5 mét. Hiện khu vực Thành Công, Giảng Võ và Pháp Vân, Thanh Trì bị lún với tốc độ lớn nhất. Nhiều vùng của Hà Nội hiện tại đang lún từ 1 đến 4cm một năm. Trong 100 năm nữa, nền đất của nhiều vùng thuộc đồng bằng Hà Nội sẽ hạ thấp so với hiện nay từ 1 đến 4 mét. Vùng hạ thấp nhất cũng khoảng 0,5 mét. Cũng 100 năm nữa, nước biển sẽ dâng cao khi hiện nay 1 mét. Do vậy, những vùng đất lún 1 mét sẽ thấp bằng mặt nước biển. Bên cạnh đó, nước biển dâng lên 1 mét sẽ tràn vào theo sông Hồng, tràn bờ là mở rộng đáng kể lòng sông và sông Hồng sẽ trở thành một vịnh biển rộng từ 3 đến 4 km, ăn sâu vào đất liền. Sau 24 giờ tính từ lúc ca phẫu thuật tách rời hai cháu bé quê ở Hà Tĩnh thành công, theo thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng 2, TP.HCM, đến nay sức khỏe của hai cháu đã ổn định. Dự kiến khoảng từ 2 đến 3 ngày nữa, hai cháu sẽ được chuyển xuống phòng hồi sức thường cho đến khi cắt chỉ và tiếp tục được theo dõi sức khỏe chặt chẽ. Trước đó, sáng ngày 19 tháng 12, Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM đã thực hiện ca phẫu thuật tách rời hai bé gái dính liền phần ngực và bụng. Các bác sĩ đã phải thực hiện các khâu như mở rộng lồng ngực, tách hai màng tim, tiến hành tách đôi gan và đường mật. Trong phẫu thuật thì phần khó khăn nhất đó là tách rời các phần gan do diện tích dính liền nhau khá lớn. Để thực hiện ca mổ này, Bệnh viện Nhi đồng 2 đã sử dụng cả hai phòng mổ tim, máy siêu âm đặc biệt để có thể siêu âm trong lúc mổ, máy Siam có thể chụp đường mật lúc mổ và toàn bộ trang thiết bị như cho một ca ghép gan. Còn 3 ngày nữa là tới Giáng sinh và lúc này không khí đón mừng ngày lễ cuối năm này đã tràn ngập trong khoa nhi của nhiều bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh. Một Giáng sinh sớm đã được các tình nguyện viên của chương trình Ước mơ của Thúy tổ chức nhằm đem lại một mùa Noel an lành đối với các em bệnh nhân nhi. Tại bệnh viện Ung Biếu thành phố Hồ Chí Minh, đèn hoa và những cây thông đã được giăng lên. Những hình ảnh rực rỡ cùng những câu chúc yêu thương đã được vẽ lên hơn 300 chiếc nón để tặng các bệnh nhi. Các bệnh nhi đều tỏ ra thích thú khi được ông già Noel tặng quà. Không chỉ thế, các em còn được tham gia các trò chơi, các tiết mục văn nghệ vui nhộn khiến không khí bệnh viện càng thêm ấm áp.
Trong năm nay, các tình nguyện viên chương trình ước mơ của Thúy đã tổ chức Giáng sinh cho các bệnh nhi tại khoa nhi bệnh viện Ung bướu, khoa huyết học bệnh viện Nhi đồng, bệnh viện truyền máu huyết học Thành phố Hồ Chí Minh và khoa nhi bệnh viện chấn thương chỉnh hình trong 3 ngày từ ngày 19 đến hết ngày 23 tháng 12. Những việc làm ý nghĩa này thực sự đã đem không khí Giáng sinh vào tận các giường bệnh, giúp các em xoa dịu nỗi đau bệnh tật. Nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013, 8.500 quả bưởi Hồ Lô khắc chữ tài lộc đang được các doanh nghiệp ở Hậu Giang chuẩn bị và đưa ra thị trường. Năm trước thì mặt hàng này đã tạo nên một cơn sốt trên thị trường hoa quả Tết. Phần lớn số bưởi Hồ Lô được trồng ở xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Ngoài việc tạo hình để bưởi có hình dáng như chiếc hồ lô, nhà vườn cũng dùng kỹ thuật khắc chữ tài lộc lên trên trái bưởi bằng các khuôn được đúc sẵn. Bưởi hồ lô chỉ phục vụ cho nhu cầu trưng bày trong những ngày Tết ở các gia đình, vì vậy giá bán rất cao. Hiện giá mỗi quả tăng từ 5 đến 10% so với năm ngoái. Tùy theo kích cỡ, giá thành dao động từ 300 đến 700.000 đồng một quả. Dù giá bán cao, những các doanh nghiệp và cá nhân ở Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và một số tỉnh khác đã ký hợp đồng mua hết toàn bộ số bưởi. Ngoài bưởi hồ lô thì năm nay, một số doanh nghiệp ở Hậu Giang còn đầu tư trồng 3.500 gốc dưa hấu để tạo hình dưa hấu hồ lô bán dịp Tết. Dự kiến giá bán dưa hấu hồ lô từ 800.000 đồng đến 2 triệu đồng mỗi quả tùy loại. Từ nhiều năm nay, hình ảnh những sơn nữ, người Mông hay người Dao đỏ nói tiếng Anh thành thạo đối với du khách đã không còn là chuyện lạ ở phố núi Sapa. Sở dĩ có điều này bởi vì ngoài những công việc đang làm trên nương rẫy, rất nhiều phụ nữ và trẻ em bản xứ còn đi bán đồ lưu niệm và làm nghề hướng dẫn viên du lịch để kiếm thêm thu nhập nuôi sống gia đình. Và trong chương trình Cuộc sống 24 giờ ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn hãy cùng theo chân nhóm phóng viên của chúng tôi đến với Sapa để nghe các sơn nữ ở đây nói tiếng Anh. Yeah. Wedding bag. Now people no hat. No hat that way. The very long time. Vốn từ chưa được phong phú, ngữ pháp chưa thật chuẩn. Nhưng với những ai lần đầu tiên đến với Sapa, thì việc những sơn nữ có thể nói chuyện với du khách hoàn toàn bằng tiếng Anh như thế này, quả là một điều ngạc nhiên, lý thú. Họ nói tiếng Anh rất tốt. Tôi hỏi họ học từ đâu, thì họ bảo là học từ khách du lịch như chúng tôi. Không được học qua bất cứ trường lớp nào, tất cả vốn liếng mà những người phụ nữ dân tộc này có được đều nhờ tiếp xúc với khách du lịch ngoại quốc. Về hàng như này thì khách đến mua hàng thì họ dạy, nó nói để nhớ thôi. Cùng với sự phát triển của du lịch Sapa, hàng loạt khách sạn, công ty du lịch ra đời. Cũng từ đó, những sơn nữ có khả năng nói tiếng Anh tốt có thể kiếm thêm thu nhập bằng công việc làm hướng dẫn viên du lịch. Mỗi ngày có hàng chục đoàn khách lên đường đi khám phá các bản làng ở lưng chừng núi. Và tất nhiên, trong mỗi chuyến đi như thế, không thể thiếu những hướng dẫn viên là người bản xứ. Chúng tôi thực sự rất ngạc nhiên. Họ đã trò chuyện với chúng tôi rất nhiều về cảnh đẹp ở Sapa, về nguyên làng của họ và cuộc sống của họ. Nếu như trước đây, người dân tộc muốn học tiếng Anh, chỉ có một cách duy nhất là học lỏng, mỗi tháng chỉ được vài ba câu. Thì một năm nay, trẻ em dân tộc nơi đây đã có một điểm đến mới trước khi bắt đầu một ngày làm việc. Đó là lớp học tiếng Anh giao tiếp miễn phí của anh Peter Thương, một người trẻ yêu thích các hoạt động tình nguyện. Em rất thích học ở đây. Em đã biết được những điều mà người ta mua và để nói chuyện với người ta. Và những thứ này bao nhiêu tiền và những cái gì. Tiếng Anh basic thôi, giao tiếp để có thể đi bán hàng và có thể làm ở nhà hàng khách sạn. Còn các giáo viên thì mình cũng mời các cái bạn bè và đặc biệt là các cái thiện nguyện, các giáo viên thiện nguyện ở nước ngoài, rồi họ đến họ tham gia vào lớp dạy học cho các em. Tại sao là người Mông người ta học được tiếng Anh rất nhanh và người ta nói rất chuẩn, rồi người ta có hai dấu mềm, hai nữa là người ta có một phần âm gió. Cái này tôi thấy là nó cũng nên phát triển, nhưng mà nó còn không bền. Phải có cái đào tạo, phải vừa nói ra nói sói rồi nhưng mà phải viết sói. Giờ đây, Sapa gây ấn tượng không chỉ bởi vẻ đẹp của núi rừng, bản làng trong sương, mà còn bởi những sơn nữ nói tiếng Anh như chim hót.
Ở phần tiếp theo của chương trình cùng đến với câu chuyện buổi sáng. Nguy cơ trộm cướp nghiêm trọng gia tăng dịp cuối năm. Đâu là nguyên nhân và các địa phương đang làm gì để đảm bảo an toàn cho người dân? Tin tức nổi bật trên thế giới trong phần cuộc sống bốn phương. Triều Tiên lần đầu tiên công bố một bộ phim tài liệu về vụ phóng vệ tinh mang theo tên lửa Unha-3 của nước này hôm 12 tháng 12 vừa qua. Brazil thành lập các trung tâm công dân nữ đặc biệt để giúp các nạn nhân của bạo lực gia đình làm lại cuộc đời. Thưa quý vị, câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay của chúng tôi là câu chuyện về nguy cơ trộm cướp nghiêm trọng gia tăng vào dịp cuối năm. Thời gian qua thì nạn cướp giật trộm cắp diễn ra một cách ngang nhiên táo tợn, khiến người dân cảm thấy hết sức hoang mang, bất an mỗi khi ra khỏi nhà. Tình hình đã nghiêm trọng đến mức làm nóng cả nghị trường Quốc hội lẫn Hội đồng Nhân dân nhiều địa phương từ Bắc chí Nam, và trong đó nổi cộm nhất là tại các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Hà Nội và Hải Phòng. Và một điều rất đáng lo ngại là các cơ quan chức năng đưa ra dự báo là tình trạng trộm cướp sẽ không thuyên giảm mà thậm chí là sẽ còn có xu hướng gia tăng trong những ngày cận kề Tết như thế này. Vì sao các đối tượng tội phạm này ngày càng manh động và liều lĩnh đến như vậy? Liệu lực lượng công an có biện pháp gì để ngăn chặn tình trạng này trong thời gian sắp tới hay không? Câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay chúng tôi sẽ góp phần làm sáng tỏ điều này. Từ đầu năm đến nay, chỉ riêng tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận gần 1.300 trường hợp nhập viện do bị đâm chém để cướp tài sản. Đặc biệt trong vài tháng trở lại đây, các nạn nhân không chỉ tăng về số lượng mà mức độ tổn thương cũng nặng hơn trước. Thì phải nói là nó nhiều hơn gấp bội chứ không phải là nhiều hơn nhiều. Có đêm mà có đến cả 6-7 ca. Nếu mà có một ca mà bị chém như thế, là cái thời gian phải mổ ở trong một cái phòng mổ là 3-4 tiếng đồng hồ, hay là có những ca trầm trọng như các cái ca gần đây ấy, thì phải nói rằng là phải 8-9 tiếng để nối được cái bàn tay, hay là 8-9 tiếng để nối được cái tay. Theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh thì trước đây những kẻ cướp giật thường chỉ uy hiếp người dân rồi cướp của, thì nay chúng dùng vũ khí tấn công thẳng vào nạn nhân, chém và giết rồi cướp của. Nạn nhân vì bị bất ngờ không kịp né hay đỡ nên vết thương cũng nghiêm trọng hơn. Những vụ chém đứt tay, chân, thậm chí giết người để cướp điện thoại, xe máy gần đây cho thấy tội phạm cướp, cướp giật ngày càng manh động, liều lĩnh. Qua nghiên cứu, điều tra thì các đối tượng này hầu như là trẻ, bỏ học, không nghề nghiệp ổn định, sử dụng chất ma túy tổng hợp và thậm chí là bị nhiễm HIV vào giai đoạn cuối, cho nên đối tượng này là rất liều lĩnh. Một trong những nguyên nhân mới khiến trộm cắp gia tăng với tính chất hung hãn hơn trước được cho là do ảnh hưởng từ khó khăn kinh tế, khiến gần 1 triệu người trong độ tuổi lao động thất nghiệp lang thang tại các thành phố. Đây là những đối tượng dễ bị lôi kéo nhất vào con đường phạm tội. Trong tình hình kinh tế đất nước khó khăn như này, rất nhiều các doanh nghiệp vừa và nhỏ mà chúng ta phải đóng cửa. Thế thì cái lượng lao động hiện nay là thất nghiệp hoặc là ra đường làm những việc khác là rất lớn. Thì đây cũng là một nguyên nhân tất yếu để cho tội phạm nói chung và tội phạm cướp giật có chiều hướng gia tăng và phát triển. Chúng tôi cũng nhận định như vậy trong thời gian tới, đặc biệt là thời gian vào những kỳ nghỉ lễ Tết cuối năm là các đối tượng phải cần tiền. Trước mắt, để ngăn chặn nạn cướp, cướp giật bùng phát trong tháng khủng mật sắp tới, lực lượng công an của địa phương, nhất là tại hai thành phố lớn, đều đã triển khai thêm nhiều biện pháp nghiệp vụ, huy động tối đa lực lượng, tổ chức tuần tra thường xuyên tại các địa bàn nóng. Lực lượng hình sự đặc nhiệm phối hợp với lại lực lượng hình sự quận huyện tuần tra chốt chặn các tuyến đường trọng điểm thường chỉ gây ra án cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố, phối hợp BC67 tuần tra kiểm soát, kiểm tra hành chính các đối tượng nghi vấn nhằm phát hiện hung khí mang theo trong người để chuẩn bị đi gây án. Trong ban đêm thì lực lượng công an thành phố Hà Nội vẫn tổ chức tuần tra mật phục, kể cả lực lượng công khai như cảnh sát cơ động, cảnh sát trật tự và lực lượng hóa trang của phòng hình sự và các quận huyện. Thì ở đây phải nói rằng là chúng tôi tăng cường hết mức thời gian và trinh sát. Ngoài việc quản lý các đối tượng tù tha về cướp giật rồi, thì phải đưa các đối tượng vào cầm ngắn, nắm chắc di biến động và tổ chức triệt phá ngay khi các đối tượng này nhen nhóm. Dù đều mạnh tay ra quân, song trên thực tế thì hiệu quả đạt được giữa các địa phương vẫn là rất khác nhau. Trong khi người dân Thành phố Hồ Chí Minh vẫn nơm nớp lo sợ mỗi khi phải ra đường, thì tại Hà Nội, số vụ cướp giật đã giảm liên tục trong 3 năm nay, đặc biệt là rất ít vụ tội phạm chém người để cướp tài sản.
Điểm khác biệt của Hà Nội được cho là đã có cơ chế phối hợp giữa các lực lượng cảnh sát rõ ràng, chặt chẽ, linh hoạt hơn so với các địa phương khác, đặc biệt là mô hình 141 với hiệu quả đã được chứng minh. Hiện nay có khó khăn nữa đối với tội phạm như thế này. Một là tội phạm người tỉnh ngoài vào đây hoạt động là rất dữ dội. Đây là cái việc là gì? Là đòi hỏi lực lượng công an thủ đô, đặc biệt lực lượng hình sự là phải đầu tư rất nhiều thời gian và các biện pháp để làm sao phát hiện, quản lý sớm cái số đối tượng tỉnh ngoài vào đây thuê nhà ăn ở, cư trú làm việc trên địa bàn Hà Nội mà tham gia cái tội phạm cướp giật. Theo thống kê của Bộ Công an, trong năm 2012, tình hình tội phạm về trật tự xã hội tăng 2,7% so với năm trước. Điều đáng lo ngại hơn là thành phần tội phạm có sự thay đổi khi tỷ lệ phạm tội là người trong độ tuổi lao động chiếm đến trên 70%. Nạn nhân giờ không chỉ là những chủ tiệm vàng lớn, nhà giàu có mà cả người đi đường bình thường. Vì thế, trước mắt người dân chẳng còn cách nào khác là nâng cao hơn nữa ý thức cảnh giác để tự bảo vệ tài sản và tính mạng của mình. Ông cha ta có câu bần cùng sinh đạo tặc, thanh niên thất nghiệp tràn lan, đua đòi ăn chơi nhưng lại không có tiền để tiêu xài, tất yếu sẽ tìm đến con đường trộm cướp phạm tội. Và muốn giải quyết đến tận cùng cái nạn đạo tặc này thì suy cho cùng chúng ta cũng phải giải quyết vấn đề bần cùng, nghĩa là chúng ta cần phải tạo công ăn việc làm ổn định cho đại bộ phận người lao động. Tuy nhiên, đối với những vấn đề vĩ mô mà để làm được thì chắc chắn sẽ phải còn mất rất là nhiều thời gian nữa. Do đó trước mắt chỉ có cách là phải mạnh tay truy quét, ngăn chặn, kiên quyết xử phạt nặng hơn nữa. Còn nếu truy quét mà hời hợt, xử phạt thiếu răn đe thì chỉ làm cho hành vi đạo tặc thêm tinh vi táo tợn hơn mà thôi. Vừa rồi đó là câu chuyện buổi sáng của anh Dũng, Tam Điệp và Hà Dũng. Và phần tiếp theo của chương trình như thường lệ, mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin và sự kiện nổi bật sẽ diễn ra trong ngày hôm nay, thứ Sáu 21 tháng 12 năm 2012. Ngày hôm nay tại Hà Nội, chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam UNDP tổ chức hội thảo công bố kết quả đánh giá tác động chương trình 13 năm, chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số. Báo cáo sẽ nêu rõ kết quả và tác động chính của chương trình 13 năm đến mức sống của các hộ gia đình thụ hưởng, điều kiện nhà ở, tiếp cận nguồn điện, nước, mức độ hài lòng về chất lượng công trình. Ngày hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra lễ khởi công gói thầu 789 của dự án xây dựng đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Dự án sẽ được JICA tài trợ bằng nguồn vốn vay ODA trị giá 41,7 tỷ yên Nhật. Khoản vay này sẽ được sử dụng để xây dựng đường cao tốc đoạn từ nút giao An Phú đến nút giao với quốc lộ 51, lắp đặt hệ thống giao thông thông minh và dịch vụ tư vấn giám sát của dự án. Ngày hôm nay tại Hà Nội, Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tổ chức hội nghị biểu dương và diễn đàn đối thoại các tổ chức xã hội đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em. Chương trình sẽ có buổi đối thoại giữa thành viên các tổ chức xã hội dân sự, thành viên mạng lưới quyền trẻ em với đại diện từ các cơ quan Đảng, Nhà nước, các bộ ngành liên quan về bốn chủ đề chính của trẻ em: sức khỏe, quyền được học tập và phát triển, chính sách bảo vệ, sự tham gia của trẻ em cũng như vai trò, trách nhiệm, điều kiện hoạt động của các tổ chức xã hội dân sự trong việc thực hiện quyền trẻ em. Ngày hôm nay tại Hải Phòng sẽ diễn ra Hội thảo Khoa học Quốc gia về giáo dục âm nhạc, mỹ thuật, thể chất ở trường phổ thông. Hội thảo nhằm nâng cao đổi mới chất lượng giảng dạy về âm nhạc, mỹ thuật và thể chất ở trường phổ thông, tiến tới xóa bỏ những học phần không thiết thực, thêm vào những nội dung có tác dụng tích cực với học sinh sau khi tốt nghiệp ra trường. Ngày hôm nay tại Lâm Đồng sẽ diễn ra tuần văn hóa trà với chủ đề Bay xa hương trà Blau, được tổ chức định kỳ 2 năm một lần. Lễ hội văn hóa trà Lâm Đồng nhằm tôn vinh người trồng trà, doanh nghiệp sản xuất trà và quảng bá thương hiệu trà Blau đến với mọi miền của đất nước và đến với thế giới. Ngày hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh, nhà sách Nhã Nam tổ chức giới thiệu tập thơ Họ Bột Hư Ảo của tác giả Nguyễn Thúy Hằng. Họ Bột Hư Ảo là tập thơ được Nguyễn Thúy Hằng viết trong 3 năm sống tại Hà Nội. Tác giả muốn mang đến cho bạn đọc những trải nghiệm về tình yêu, cuộc sống và những nơi chốn thú vị để tạo nên những cuộc phiêu lưu trên trang giấy. Mời quý vị cùng theo dõi phần cuộc sống bốn phương với những tin tức thế giới vừa được nhóm phóng viên cập nhật. Hôm qua, Đài truyền hình nhà nước Triều Tiên đã lần đầu tiên công bố một bộ phim tài liệu về vụ phóng vệ tinh mang theo tên lửa Ulha-3 của nước này hôm 12 tháng 12 vừa qua. Đây được cho là một động thái nhằm đánh bóng tên tuổi của nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-un.
Bộ phim tài liệu cho thấy hình ảnh ông Kim Jong-un đang ghé thăm địa điểm phóng vệ tinh mang theo tên lửa Unha-3. Ngoài việc theo dõi quá trình chuẩn bị cho vụ phóng, nhà lãnh đạo trẻ tuổi cũng là người phát lệnh tại phòng chỉ huy và chúc mừng các nhà khoa học sau khi vụ phóng diễn ra thành công. Vụ phóng tên lửa diễn ra một tuần trước cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc và kỷ niệm một năm ngày mất của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Hãng thông tấn KCNA tuyên bố vệ tinh đã đi vào quỹ đạo như dự kiến. Cuộc phóng vệ tinh thứ hai mang tên Quang Myeong-seong 3 đã thành công tốt đẹp. Tuy nhiên, theo một nhà vật lý thiên văn Mỹ, một vệ tinh của Triều Tiên dường như bị chết do không thu được bất cứ tín hiệu nào từ thiết bị này. Trong khi đó, thì tại quốc gia láng giềng của Triều Tiên, ngày hôm qua, tân Tổng thống Hàn Quốc bà Park Geun-hye đã đón tiếp đại sứ của một số quốc gia lớn, bao gồm Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc và Nga. Nhân dịp này, nữ Tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc cũng đã bày tỏ mong muốn thắt chặt mối quan hệ với nước láng giềng Trung Quốc. Tại buổi tiếp, nữ Tổng thống Hàn Quốc khẳng định tiếp tục duy trì mối quan hệ đồng minh thân thiết lâu đời với Mỹ. Đối với quốc gia láng giềng Nhật Bản, bà Park bày tỏ hy vọng chính phủ mới của Hàn Quốc và nội các mới của Nhật Bản có thể hợp tác tốt hơn trong tương lai. Trong một động thái liên quan, ngày hôm qua, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã gửi lời chúc mừng chiến thắng đến bà Park Geun-hye. Bắc Kinh cũng bày tỏ mong muốn thắt chặt hơn nữa mối quan hệ với Seoul. Theo đánh giá của giới phân tích, nữ Tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc sẽ phải đối mặt với hàng loạt vấn đề hóc búa, từ khôi phục tăng trưởng kinh tế đến cải thiện quan hệ vốn bị đóng băng với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Nước Nga đang phải đối chọi với đợt rét kỷ lục trong vòng hơn 70 năm qua, khi nhiệt độ nhiều nơi xuống dưới âm 50 độ C. Ít nhất 45 người đã thiệt mạng và hơn 260 người phải nhập viện vì thời tiết quá khắc nghiệt. Theo cơ quan khí tượng, đây là đợt giá rét kéo dài và lạnh nhất kể từ năm 1938, với nhiệt độ thấp hơn từ 10 đến 15 độ so với mức trung bình các năm trước. Cơ quan khí tượng dự báo đợt lạnh này còn kéo dài đến cuối tuần này. Tại khu vực Siberia đã ghi nhận nhiệt độ âm 50 độ C, một mức thấp bất thường ở tháng 12. Bộ các tình trạng khẩn cấp của Nga đã phải ra cảnh báo tại 15 khu vực về khả năng có thể xảy ra gián đoạn về thông tin liên lạc và mất điện. Nhiều hệ thống đường ống sưởi đã bị vỡ do thời tiết quá lạnh. Ở thành phố Samara ở phía nam, hàng trăm gia đình, trại dưỡng lão đang trong cảnh tê cóng vì đường ống sưởi bị vỡ. Nhiều trường học, nhà trẻ đã phải đóng cửa gần một tuần qua. Thời tiết lạnh kèm theo mưa tuyết khiến nhiều tuyến chuyến bay bị hủy trên khắp cả nước và gây ra tình trạng tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng. Trong một chiều hướng phản ứng được xem là không tích cực đối với vụ xả súng kinh hoàng vào ngày 14 tháng 12 vừa qua tại trường tiểu học Sandy Hook, bang Connecticut, làm 27 người thiệt mạng. Trong vài ngày qua, người dân Mỹ đã đổ xô tới các cửa hàng để mua sắm súng ống và cặp đeo lưng chống đạn cho con cái đến trường. Lý do được đưa ra là để phòng thân khi gặp bất trắc. Đây là chiếc ba lô dành cho cậu con trai 1 tuổi của gia đình Ken Larson đang sinh sống ở thành phố Denver, bang Colorado. Mặc dù phải vài năm nữa thì cậu bé mới đến tuổi đi học. Chiếc ba lô có vẻ ngoài khá bình thường này, trị giá lên đến $200, bởi nó được gắn thêm một miếng giáp chống đạn vào phía sau. Nếu như trước kia, khách mua ba lô chủ yếu là cảnh sát và binh sĩ, thì giờ đây, ngày càng có nhiều người dân đổ xô đi mua áo và ba lô chống đạn. Xả súng đã xảy ra ngay tại trường học và trẻ em cần được bảo vệ. Tôi mua vì cảm thấy nó cần thiết để bảo vệ an toàn tính mạng cho con mình. Dù các nhà sản xuất cũng đưa ra khuyến cáo về hiệu quả hạn chế của sản phẩm, tuy nhiên, với quan niệm có còn hơn không, các bậc phụ huynh vẫn đua nhau sắm cho bằng được một chiếc ba lô cho con mình. Một số có giá lên đến $400. Tuy nhiên, đây không phải là sản phẩm bán chạy duy nhất tại Mỹ trong những ngày này. Các nhà chức trách cho biết số lượng hồ sơ xin mua súng đã tăng lên mức kỷ lục trong vài ngày qua. Một trong những lý do được cho là vì người dân lo ngại các quy định mua bán súng đạn sẽ bị siết chặt khi mà chính quyền của Tổng thống Barack Obama đang có kế hoạch soạn thảo chính sách mới tăng cường kiểm soát việc kinh doanh và sở hữu súng đạn. Tôi cho rằng những tên sát nhân sẽ vẫn tìm ra cách để phạm tội, cho dù chúng có súng hay không. Chính con người đã làm hại lẫn nhau, chứ không phải là súng đạn. Trong một diễn biến có liên quan, tập đoàn Severus Capital Management tuyên bố bán công ty Freedom Group chuyên sản xuất súng trường bán tự động Bushmaster, loại súng mà hung thủ Adam Lanza đã dùng trong vụ thảm sát. Xe đạp
đạp là loại phương tiện thô sơ và thân thiện với môi trường, nhưng người điều khiển xe đạp lại là nhóm người dễ bị tổn thương khi tham gia giao thông hơn các loại phương tiện hiện đại khác. Và để giải quyết điều này thì tại nước Anh, một chiếc đèn laser kiểu mới đã được gắn vào ghi đông xe đạp để người điều khiển phương tiện khác có thể nhìn rõ người đi xe đạp hơn vào ban đêm. Đèn laser mang tên ngọn lửa do cô Emily Brooke, người đã từng suýt mất mạng khi đạp xe vào ban đêm thiết kế. Emily tốt nghiệp khoa nghệ thuật và thiết kế của trường Đại học Brighton của Anh. Ngọn lửa sẽ phát ra hình ảnh một chiếc xe đạp màu xanh ở phía trước của người đạp xe. Điều đó có nghĩa là người lái xe có thể yên tâm rằng những người đi trên đường luôn nhìn thấy họ, kể cả vào ban đêm. An toàn là điều quan trọng nhất, vì thế tôi đã tìm hiểu xem điều gì là nguyên nhân chính gây nên tai nạn, và đó chính là người ta không nhìn thấy những chiếc xe đạp. Theo Emily, rất nhiều tai nạn xảy ra do người điều khiển xe buýt và xe tải không phát hiện ra người đi xe đạp đang đi bên cạnh họ, đặc biệt là những nơi có ánh sáng kém hay khi họ quay đầu xe. Vì thế, người đi xe đạp rất lo lắng khi đi cạnh một phương tiện lớn, bởi những tài xế này thậm chí không thể nhìn thấy họ qua gương chiếu hậu. Tuy nhiên, những chiếc đèn laser ngọn lửa lại giải quyết được vấn đề này. Biểu tượng chiếc xe đạp ở phía trước bạn và dọi xuống mặt đường, chiếc đèn này hoàn toàn có thể điều chỉnh. Nhưng lý tưởng nhất là chỉnh nó cách xa người đạp xe khoảng 5 mét. Hơn thế, đèn laser ngọn lửa còn có thể sử dụng như một chiếc đèn xe đạp bình thường. Phụ kiện này đã được cảnh sát Anh kiểm nghiệm và các tài xế xe tải cũng phải thừa nhận nó rất hữu ích. Theo một công bố của chính phủ Brazil trong năm 2011, trung bình mỗi ngày ở quốc gia Nam Mỹ này có khoảng 10 phụ nữ chết do bị chồng đánh đập. Bạo hành khiến cho những người phụ nữ ở tại Brazil cảm thấy mất tự tin và làm tổn thương đối với tâm lý của họ. Để giúp cho những nạn nhân của bạo hành gia đình giành lại sự độc lập và học cách đứng dậy trên đôi chân của chính mình, các trung tâm công dân nữ đặc biệt đã được mở cửa tại quốc gia này. Bạo hành gia đình là một vấn đề nan giải ở Brazil và là nguyên nhân hàng đầu cướp đi sinh mạng của 30.000 phụ nữ ở bang Sao Paulo trong 30 năm qua. Để giải quyết tận gốc vấn đề này, các trung tâm công dân nữ đã được mở ra nhằm cung cấp các dịch vụ hội chẩn tâm lý cùng các lớp đào tạo nghề miễn phí cho nạn nhân bạo hành gia đình. Lần kết hôn đầu tiên của tôi gặp vài vấn đề và tôi chịu nhiều tổn thương từ nó. Những trải nghiệm của tôi giúp tôi hiểu rằng phụ nữ luôn sẵn sàng đối mặt với các vấn đề trong cuộc sống và cách tốt nhất để làm điều đó là sống một cuộc sống tự lập. Ở Sao Paulo, đến nay đã có 6 trung tâm như vậy được thành lập. Các trung tâm này không chỉ phục vụ riêng cho nạn nhân của bạo hành gia đình mà còn cho phụ nữ nói chung. Chúng tôi luôn thảo luận về quyền hạn và trách nhiệm của phụ nữ, nhưng chúng tôi tập trung vào quyền lợi của họ nhiều hơn. Chúng tôi hiểu được tâm lý phụ nữ, những đe dọa về tâm lý và thân thể, cũng như lý do họ không thể mở lòng hay tâm sự với người khác. Theo báo cáo của Bộ Y tế Brazil, năm 2011, có khoảng 5.300 phụ nữ nước này cần đến sự giúp đỡ y tế do nạn bạo hành gia đình, với tổng chi phí lên tới 5,3 triệu rial, tức 2,5 triệu đô la Mỹ. Ngoài ra còn có hơn 30.000 phụ nữ khác tuổi đời từ 20 đến 59 phải hứng chịu những mức độ bạo hành gia đình khác nhau. Trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng quay trở lại với câu chuyện về ngày tận thế 21 tháng 12. Giống như các nhà khoa học phương Tây thì các chuyên gia nghiên cứu lý học Đông Phương khẳng định quan niệm về ngày tận thế là một sai lầm. Và theo lịch thì ngày 21 tháng 12 năm 2012 chỉ đơn thuần là một cột mốc thời gian trong lịch của người Maya cổ và không phải là ngày tận thế. Thậm chí ngày hôm nay còn là một trong những ngày tốt hay dân gian vẫn quen gọi là ngày hoàng đạo, thuận lợi cho việc khai trương, khởi công, ký kết, khánh thành. Xin được cảm ơn thông tin rất là bổ ích của chị. Chính vì thế nên nếu quý vị và các bạn có một dự định làm cái công việc gì đó tốt đẹp trong ngày hôm nay thì hãy phải làm ngay và luôn, vì như thế sẽ mang lại nhiều may mắn và thuận lợi. Đừng nên bỏ phí một ngày tốt đẹp đang đến chỉ vì những tin đồn. Thay vào đó là hãy hành động và những chuyện tốt đẹp sẽ đến với tất cả mọi người. Đó cũng chính là lời chúc của chúng tôi đến quý vị và các bạn. Đến đây thì bản tin cuộc sống 24 giờ sẽ được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.